Gần đây, tại một số địa phương trong cả nước, tình trạng người nghiện ma túy tự do sinh hoạt ngoài cộng đồng đã làm cho tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trở nên phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 87 trên 109 xã phường xuất hiện người nghiện ma túy với trên 900 trường hợp, trong số này có đến 50% trường hợp thuộc diện tái nghiện. Hiện nay, chỉ có một số ít đối tượng nghiện ma túy đang cải tạo tại trại giam hoặc được quản lý giáo dục tại trung tâm giáo dục chữa bệnh lao động và bệnh xã hội. Đại đa số các trường hợp nghiện ma túy còn lại đều sinh sống tại cộng đồng. Có một nghịch lý là hiện nay, tuy số người nghiện ma túy tăng hơn so với cùng kỳ và tỷ lệ tái nghiện khá cao, nhưng đến thời điểm hiện nay, số học viên thuộc diện quản lý của Trung tâm Giáo dục Chữa bệnh Lao động và Bệnh xã hội chỉ gần 200 học viên. Thì hiện nay cái số mà ở ngoài xã hội rất là nhiều, đưa vào Trung tâm Bích thì đến giờ phút này, đó, thì năm 2014 là chỉ có đơn vị Tâm Bình là đơn vị đầu tiên đã đưa một trường hợp vào trung tâm theo Nghị định 221. Trước những bất cập trong công tác quản lý người nghiện ma túy, nên hiện nay các đối tượng nghiện ma túy sinh sống ngoài cộng đồng khá cao. Do các đối tượng này chưa được quản lý giáo dục nên dễ phát sinh những tội phạm xã hội và tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, các bạn qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta đã có một cái nhìn về thực tiễn thực hiện quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian vừa qua, và đồng thời cũng thấy rõ hơn về những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện những chính sách mới đối với công tác quản lý người nghiện và đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện. Làm thế nào để cho chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống nhưng vẫn đảm bảo cho công tác cai nghiện thực sự đạt được hiệu quả chính là nội dung của chương trình Chuyện hôm nay kỳ này. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay Thượng tá Phan Vĩnh Mặn, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Trần Ngọc Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Lời đầu tiên thì chúng tôi muốn được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chúng tôi muốn được mời Thượng tá Phan Vĩnh Mặn có thể chia sẻ trong thời gian vừa qua thì hàng năm thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì đều tiến hành lập hồ sơ để mà đưa các cái đối tượng nghiện ma túy đến cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Chữa bệnh Lao động Xã hội. Nhưng mà trong năm 2014 thì cái tình hình chúng ta thực hiện ra sao ạ? Sau khi cái luật xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thì thẩm quyền về quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện thì được chuyển giao qua tòa án, mà chủ yếu là tòa án cấp huyện. Từ đầu năm 2014 đến hết tháng 9 2014 thì theo số liệu thống kê thì chưa có trường hợp nào. Những năm trước thì công tác lập hồ sơ để đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở nghiện bắt buộc thì hàng năm thì công an cấp huyện, thị xã, thành phố thì đưa hàng trăm đối tượng vào cai nghiện bắt buộc. Luật xử phạt vi phạm hành chính vừa đưa vào áp dụng thì khi mà đưa vào thực tiễn thì đã khiến cho một số ngành chức năng vẫn còn khá là lúng túng trong cái quá trình thực hiện. Chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của ông Trần Ngọc Lợi về cái thực tế này ạ. Chính phủ thì có ra cái nghị định 221 năm 2013 về cái chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở người bắt buộc. Nhưng mà qua đó thì chưa có một cái thông tư liên bộ. Khó thứ hai tức là cái tổ chức nào, nếu mình nói là tổ chức xã hội quản lý nhưng mà không biết giao cho tổ chức nào, rồi cái điều kiện về cái phòng ốc, rồi cái bộ phận cán bộ quản lý ra sao thì chưa có nói đến, do đó là cái khó trong thực hiện. Đối với cái người nghiện ma túy mà không có cái nơi thường trú nhất định. Cái khó thứ ba nữa, hiện tại là Bộ Y tế và Sở Y tế là chưa có tập huấn cho cái đối tượng bác sĩ y sĩ ở trạm ở tuyến xã. Chúng tôi cũng được biết là trước đây mà một cái quy trình để mà đưa một cái người nghiện ma túy để mà đến trung tâm cai nghiện á thì nó thường là dựa theo ba cái quy trình cụ thể, như là người nghiện đã được thực hiện cai nghiện tại cộng đồng, đã được xử phạt vi phạm hành chính và đã được giáo dục tại địa phương. Nhưng mà hiện nay thì cái quy trình đó thì nó như thế nào thưa Thượng tá Phan Vĩnh Mạnh? Hiện nay sau khi áp dụng Điều 101 là luật xử phạt vi phạm hành chính thì người nghiện ma túy thì phải làm đủ 7 loại hồ sơ đối với người có nơi cư trú nhất định. Người không có nơi cư trú nhất định thì lập 5 loại hồ sơ và qua 7 bước từ điều 8 đến điều 14 của nghị định 121 và lần lượt qua 5 cơ quan.
trước nhất là cơ quan công an cấp huyện, thị xã, thành phố hoặc là chủ tịch ủy ban dân xã phường thị trấn là một. Thứ hai là phòng tư pháp thẩm định tính pháp lý. Thứ ba là phòng lao động thương binh xã hội để trình lên tòa án. Thứ năm là tòa án cấp huyện, thị xã. Thì tổng cái quy trình mà để ra được cái quyết định mà bắt buộc một cái người để áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện thì tối thiểu là 32 ngày, là tối đa có thể lên đến 52 ngày. Thì nhìn chung cái quy trình như thế thì rất là gồm gà, còn thời gian thì cũng là rất là dài. Chúng tôi muốn được hỏi cả hai ông là trên thực tế thì cái công việc mà đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện là một cái việc làm hết sức là cấp bách. Nhưng mà vì sao thì theo quy định mới thì cái quy trình nó có dễ dàng hơn và thủ tục nó lại rườm rà hơn ạ? Dạ, chúng tôi xin được mời ông Trần Ngọc lại có thể chia sẻ. Chúng ta chuyển đổi như vậy thì nó sẽ phù hợp với là cái luật xử lý vi phạm hành chính mới là năm 2012, tức là đưa về cái cơ quan thực thi pháp luật để ra quyết định buộc một công dân phải vi phạm hành chính để là mình thực hiện cái cai bắt buộc, chuyển về từ hành chính chuyển qua cơ quan thi hành pháp luật, tức là tòa án. Thì cái đó là rất là thuận lợi. Trong cái quá trình làm thủ tục này á, thì các cái cơ quan chức năng đó làm đầy đủ là các cái quy trình thủ tục cũng như là những cái chứng cứ là cái đối tượng buộc phải đi cai nghiện tại cơ sở tập trung đó, thì nó có cái chi tiết cụ thể rõ ràng hơn thời gian trước. Bên cạnh thuận lợi thì nó cũng có một số khó khăn nhất định. Quy trình làm cái hồ sơ thủ tục á, thì nó nhiều cơ quan chức năng và thời gian thì nó kéo dài, rồi mới đến cái chuyển qua tòa án để rồi ra cái quyết định sau cùng và buộc đi bắt cai tại trung tâm. Thì khi đó thì cái quyết định của tòa án thì nó có quyết định rồi, thì đôi lúc là cái đối tượng là có thể là đã bỏ trốn. Tôi cũng hoàn toàn thống nhất ý kiến của ông Lợi. Thì pháp luật quy định là người nghiện ma túy là người bệnh, thì tôi cũng hoàn toàn thống nhất cái quan điểm này. Thì người bệnh thì xã hội phải có trách nhiệm chăm lo chữa bệnh cho họ. Nếu họ tự giác thì cộng đồng xã hội cùng chăm lo chữa bệnh cho họ. Nếu họ không tự giác thì chúng ta phải có chế tài hành chính mạnh hơn. Nó nhằm mục đích gì? Trước nhất là chữa bệnh cho chính bản thân họ. Thứ hai là đảm bảo cái sự bình yên của cộng đồng xã hội. Để cho cái quyền của mọi người còn lại sống trong xã hội, họ có được cuộc sống bình yên. Thực tế chúng tôi thấy là trong thời gian qua, mà cụ thể là trong năm 2014, mà khi mà thực hiện theo cái luật xử phạt vi phạm hành chính cũng như là theo nghị định 221 mà nãy giờ chúng ta trao đổi á, thì không chỉ riêng Vĩnh Long không thôi mà các địa phương khác cũng đang rất là lo lắng về cái tình hình mà người nghiện ma túy đang hiện tại đang ở tại cộng đồng, rất là cái số lượng rất là nhiều, tạo nên một cái mối lo lắng về cái vấn đề mà chúng ta nỗ lực để mà kéo giảm cái tỷ lệ người nghiện trong suốt thời gian vừa qua, và cũng dấy lên một cái mối lo lắng về cái tình hình trật tự an ninh xã hội ở tại cộng đồng nữa. Thì theo hai ông thì nãy giờ thì chúng ta đã phân tích là thực hiện theo chính sách mới này thì chúng ta có những mặt thuận lợi và có những mặt khó khăn như thế. Thì chúng tôi muốn được nghe ý kiến đề xuất của cả hai ông về góc độ địa phương, thì làm thế nào để thực hiện cái chính sách này vừa tốt mà vẫn đảm bảo tốt cái công tác quản lý người nghiện. Thì chắc có lẽ chúng tôi muốn được mời ông Trần Ngọc Lợi có thể nêu ý kiến của mình trước ạ. Cái kiến nghị thứ nhất là đề nghị là cái chỗ liên bộ, thí dụ như Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công an, Bộ Y tế phải có cái thông tư liên tịch hướng dẫn rất là cụ thể để thực hiện cái nghị định 221 năm 2013, để cho các cái địa phương tổ chức thực hiện cho nó được tốt, có sự thống nhất với nhau. Cái ý thứ hai là đề nghị là đối với người nghiện ma túy mà không có nơi cư trú ổn định thì bây giờ đề nghị là cho là cái cơ quan phát hiện lập hồ sơ ban đầu á, tức là sẽ chuyển giao cái người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy này chuyển cho trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội để là tạm thời quản lý đối tượng này trong cái thời gian chờ làm thủ tục đúng theo quy trình.
Và giờ hiện nay là đội ngũ y bác sĩ của cái tuyến trạm cấp xã thì chưa có được cái tập huấn, nó chưa có được tập huấn về cái chứng chỉ để cấp chứng chỉ và điều trị các cơn nghiện ma túy. Thì do đó hiện nay là nó cũng còn bị động trong cái vấn đề, trong cái xác định tình trạng nghiện ma túy của cái người sử dụng ma túy hiện nay để làm cái thủ tục ban đầu. Thì do đó là đề nghị Bộ Y tế sẽ để nhanh chóng để tập huấn cái vấn đề này. Theo tôi thì tôi thấy có mấy cái nội dung như thế này. Thứ nhất là cái các bộ ngành có liên quan thì phải nhanh chóng có văn bản hướng dẫn, nhất là một cái quy trình thống nhất để cùng nhau thực hiện. Cái thứ hai là phải loại bỏ những cái văn bản quy định không hợp lý. Như ông Lợi cũng vừa nói, chẳng hạn như là quy định là người không có nơi cư trú nhất định giao cho đoàn thể chính trị quản lý, phải loại bỏ những văn bản không có hợp lý. Vấn đề thứ ba là cần phải quy định mà kể cả người nghiện ma túy có nơi cư trú nhất định rồi không có nơi cư trú nhất định, khi phát hiện xác định đủ căn cứ xác định họ nghiện ma túy rồi đủ căn cứ lập hồ sơ bắt buộc cai nghiện thì phải nhanh chóng đưa họ ngay vào cái cơ sở cai nghiện nhằm mục đích để giải độc, cắt cơn cho họ. Thì làm như thế thì nó đạt được mấy cái mục đích. Mục đích thứ nhất thì cách ly người nghiện đối với môi trường nghiện ma túy, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự cho cái cộng đồng. Thì có làm được như thế vì đến khi mà tòa án hoàn thành được quyết định thì áp dụng quyết định cai nghiện. Dạ, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của ông Phan Vĩnh Mặn cũng như là của ông Trần Ngọc Lợi. Và thưa quý vị các bạn, chúng ta đã thấy được là những cái bất cập trong quá trình triển khai luật xử phạt vi phạm hành chính. Và một điều mà tất cả chúng ta đều cảm thấy trăn trở đó là luật này đã đưa vào thực tiễn cuộc sống đã gần một năm rồi nhưng mà nó vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác cai nghiện hiện nay. Vấn đề đặt ra là thực tế là người nghiện thì không thể để họ ở tại cộng đồng. Đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện chúng tôi thiết nghĩ là một giải pháp thực sự cần thiết để giúp cho họ có thể có cơ hội học tập, có cơ hội được giáo dục và có cơ hội được lao động để mà sớm tái hòa nhập cộng đồng. Và tiếp theo thì chúng tôi muốn được mời quý khán giả theo dõi ghi nhận sau đây. Ngoài việc giáo dục chữa bệnh cho các đối tượng nghiện ma túy, vài năm gần đây, Trung tâm Giáo dục Chữa bệnh Lao động Xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long còn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu Việc làm huyện Tam Bình tổ chức đào tạo nghề cho gần 100 học viên đang học tập lao động tại trung tâm với một số nghề thông dụng trong cuộc sống như hớt tóc, sửa xe Honda, đan ghế salon, hàn điện, may công nghiệp và nghề sinh vật cảnh. Với sự thuần thục tay nghề và cần mẫn trong công việc, ít ai nghĩ rằng anh Nguyễn Sơn Hiếu đã từng gặp khó khăn bế tắc trong cuộc sống do vướng vào con đường nghiện ngập. Anh Hiếu cho biết trước đây anh cũng có công việc ổn định, nhưng do tuổi trẻ bồng bột bị bạn bè xấu lôi kéo nên anh đã không cưỡng lại trước sức hút của ma túy. Để rồi sức khỏe hao mòn, bao nhiêu tiền bạc dành dụm cũng đành đội nón ra đi. Nhưng với sự động viên giúp đỡ của gia đình và chính quyền địa phương, anh Hiếu đã đi cai nghiện. Giờ đây, sau 6 năm từ bỏ ma túy, anh Hiếu không chỉ vượt qua những mặc cảm ban đầu mà còn phát huy ngành nghề đã học để tạo thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, thực tế số lượng học viên sau khi hòa nhập cộng đồng mưu sinh được từ công việc đã đào tạo xem ra còn rất hạn chế vì nhiều lý do khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là sự quan ngại từ phía cộng đồng. Học viên về gia đình đó, thì cũng chưa được sự quan tâm đúng mức, rồi các đoàn thể ở địa phương thì cũng chưa quan tâm và tạo điều kiện cho nguồn vốn cho học viên vay để làm ăn. Cái thứ hai đó là cái cách nhìn của cộng đồng xã hội ít nhiều gì cũng có cái nhìn khác với cái người không nghiện, cho nên là học viên nó cũng có cái mặc cảm. Cái thứ ba nữa là trung tâm đã đào tạo nghề cho học viên rồi mà những nghề đó nghề phổ thông. Nghề phổ thông thì bước vào thực hiện cái nghề sử dụng nghề đó thì thu nhập nó ban đầu nó cũng thấp thì cái sự mà chi phí trang trải cuộc sống học viên nó không đạt, cho nên dễ dẫn đến cái nhàm chán. Nhân qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta lại tiếp tục trở lại vấn đề là làm thế nào để có thể giúp người nghiện ma túy có thể cai nghiện hiệu quả. Và chúng tôi muốn đặt ra một cái vấn đề về cái cơ hội để mà người nghiện sau khi đã cai nghiện thành công thì cái cơ hội của họ để mà tái hòa nhập cộng đồng như thế nào. Chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của ông Trần Ngọc Lợi. Sau khi về
tác cộng đồng thì chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể tiếp tục để gần gũi, động viên, giáo dục, giúp đỡ cái người này, người sau cai nghiện này và gia đình họ để tạo cái việc làm, giúp đỡ vốn rồi đó, cũng như là trong những cái chương trình an sinh xã hội như là xóa đói giảm nghèo, rồi cái vốn của ngân hàng chính sách xã hội hoặc là các cái vốn của hội đoàn thể. Có một cái thực tế mà chúng tôi cũng rất là đáng quan tâm, đó chính là hiện nay thì cái tỷ lệ người tái nghiện vẫn còn rất là cao. Thì theo Thượng tá Phan Vĩnh Mặn, đâu là cái nguyên nhân lại khiến cho cái nỗ lực của chúng ta để mà thực hiện cai nghiện cho các cái học viên vẫn còn chưa thật sự như đạt được cái kết quả như là mong muốn, và các cái người nghiện ma túy thì vẫn còn dễ bị lôi kéo để trở về con đường cũ như thế? Qua nhiều năm nghiên cứu làm công tác này thì tôi thấy có mấy cái điểm như sau. Cái thứ nhất thì rõ ràng mặt nào đó cộng đồng xã hội có cái sự e ngại đáng kể đối với người ma túy, bởi vì thực tế trong thời gian rất dài người ma túy không có sự phấn đấu tốt để từ bỏ ai vĩnh viễn cái vấn đề ma túy. Cái vấn đề thứ hai là do chính bản thân họ, họ luôn luôn thấy mặc cảm rồi thiếu đi ý chí, thiếu quyết tâm, rất dễ dao động trong cuộc sống. Từ đó là họ thường bị các đối tượng xấu tác động, vũ ghê, lôi kéo, quay trở lại con đường sử dụng ma túy. Xin được cảm ơn Thượng tá Phan Vĩnh Mặn. Phải có một cái sự quyết tâm và một cái nỗ lực để vượt qua cái thử thách để mà có thể chứng minh được với xã hội là bản thân mình đã từ bỏ hoàn toàn ma túy và có thể vượt qua mọi cái sự cám dỗ. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, một cái nhìn đồng cảm và sẻ chia của cộng đồng thì bao giờ cũng thực sự là một cái điều ý nghĩa để mà giúp cho họ có thể thực sự bỏ đi con đường cũ để mà hướng đến một cái hướng đi mới hơn. Thì không biết là ông Trần Ngọc Lợi có một cái ý kiến gì đối với cái vấn đề này, làm thế nào để mà cộng đồng có một cái nhìn đồng cảm hơn đối với người nghiện ma túy sau khi đã cai nghiện thành công ạ? Khi về gia đình tái hòa nhập cộng đồng thì nói chung là cái tiếp xúc với xã hội nó nhiều, thì trong đó thì có bạn bè người thân, mà thường thường là người đã sử dụng ma túy rồi người sau cai, thì đương nhiên bạn bè của họ là những người sử dụng ma túy, đến đó thì sẽ họ lôi kéo rủ ren để cho người đó có cái sử dụng ma túy. Thì bây giờ cần, do đó là cần phải có cái sự gần gũi, giúp đỡ, tư vấn, hướng dẫn, động viên, giúp đỡ của gia đình, người thân và của cộng đồng xã hội, như đó là của chính quyền, ban ngành đoàn thể, mặt trận, tổ dân cư vậy đó, để tiếp tục đi giúp đỡ cái người sau cai nghiện này để người ta bớt đi cái mặc cảm, bớt cái đi tự ti, để người sau cai nghiện người ta vững tin rồi có quyết tâm đối với bản thân mình là đoạn tuyệt với ma túy, không sử dụng ma túy nữa, để là cuối cùng là không tái nghiện. Phải làm sao để giúp cho cái luật xử phạt vi phạm hành chính sớm đi vào cuộc sống, phải làm thế nào giải quyết được những cái vướng mắc vẫn còn tồn tại trong thực tế hiện nay, thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của Thượng tá Phan Vĩnh Mặn. Người nghiện ma túy khi phát hiện đầu tiên thì phải được cai nghiện giáo dục tại cộng đồng, sau đó họ không từ bỏ thì ta quyết định lập thủ tục và trình với cơ quan có thẩm quyền quyết định bắt buộc cai nghiện cho họ. Còn đó là quy trình pháp luật rất là chặt chẽ nhưng cần thiết phải làm, vì như hiến pháp mới ta quy định quyền của con người là phải được tôn trọng. Thì theo tôi có triển khai được mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng tại tất cả những cái xã có tệ nạn ma túy, thì tôi hy vọng rằng trong năm 2015 cái công tác xử lý về người nghiện ma túy ở địa phương ta thì sẽ thực hiện tốt hơn. Nhân chúng tôi xin được cảm ơn ông Trần Ngọc Lợi cũng như là Thượng tá Phan Vĩnh Mặn, và thưa quý vị các bạn, có thể nói rằng ngày hôm nay thì cả hai vị khách mời đã trò chuyện rất là thẳng thắn về những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện những chính sách mới đối với công tác quản lý người nghiện ma túy hiện nay. Chúng tôi hy vọng rằng với những ý kiến đề xuất của các vị khách mời cũng như là với những cái nỗ lực của các ngành chức năng để làm thế nào có thể thực hiện được một mô hình cai nghiện hiệu quả và có thể giúp cho người nghiện
nghiện ma túy sau khi đã cai nghiện thành công rồi thì sẽ sớm tái hòa nhập lại cộng đồng, có thể tìm được một cuộc sống mới, có tương lai mới cho chính bản thân mình. Và chương trình Chuyện hôm nay kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.